오케이. Hôm nay thì tôi không muốn nói nhiều, nhưng mà đại khái là thấy cái show nước nó đẹp như thế này thì cũng muốn thâu một đoạn nữa làm kỷ niệm. Và đặc biệt hơn nữa là tôi nhớ sực nhớ ra là có một cái chi tiết khá hay liên quan đến có thể nói là quần thể của những tòa cao ốc ở trong khu này. Thì hiển nhiên tôi đã chiếu quá nhiều liên quan đến cái ngọn tháp đôi. Và đặc biệt thì hôm nay tôi lại không biết tự nhiên lại để ý thấy một cái ngọn tháp khác cũng nằm gần ngay đây. Trước đây thì tôi không hiểu sao là tôi không có nhắc đến cái tòa cao ốc này, nhưng mà một tí xíu nữa khi mà xong cái show nước đẹp rồi đó thì tôi sẽ quay qua cái ngọn tháp đó. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói trước là gì, là đây là một ngọn tháp cũng khá đặc biệt, mà nó thậm chí còn cao hơn cả cái ngọn tháp đôi này. Nhưng mà không hiểu tại sao mà trước đây tôi lại chưa từng nhắc đến. Và hôm nay thì tôi loanh quanh nhìn thì tôi mới thấy là nó đứng sừng sững ngay, có thể nó cũng rất gần với lại cái tòa tháp đôi này. Và đặc biệt nữa là nó có một cái tên nằm ngay trên ngọn tháp. Chút xíu nữa tôi sẽ xoay cái máy quay lên trên đó, nhưng mà đó là cái không biết là cái ống kính của máy quay này có nhìn được cái chữ đó hay không, nhưng mà ít nhất là có cặp mắt kính của tôi thấy được chút xíu là Four Seasons thôi. Four Seasons, cho nên tôi mới nói là cũng không biết, rất có thể đó là một cái công ty của Mỹ hay là của Anh chăng. Tại vì cái tên Four Seasons thì rất là quen thuộc, nhưng mà tôi cũng không dám chắc đó là một công ty của Mỹ hay là của Anh, hay là một của một quốc gia nào đó, nhưng mà họ lấy cái tên của tiếng Anh. Thì nên tôi nói có điều đặc biệt là chỉ tôi nói là đó, cái ngọn Four Seasons nó lại đứng sừng sững ở, có thể nói là ví dụ như là ở trong cái hình này thì quý vị thấy được cái ngọn tháp đôi không? Và bên cạnh cái ngọn tháp đôi thì tức là có một cái ngọn tháp nữa của cái công ty Maxis. Và bên cạnh Maxis đó với là cái tòa cao ốc có cái tên là Four Seasons. Thì tôi mới nói là đáng ngạc nhiên ở góc độ tôi muốn nói là trước đây tôi là không có để ý tới, mà hôm nay thì tôi mới chợt nhận ra là nằm bên cạnh ngọn tháp đôi lại có một ngọn tháp cao hơn ngọn tháp đôi này nữa đó. Cho nên đó là một trong những cái điều mà tôi đáng ngạc nhiên và muốn dành riêng cái video này thu một phần thấy xuống nước nó đẹp, và một phần nữa là nhắc tới ngọn cao ốc đó. Bởi vì dù sao chăng nữa thì đó cũng là một trong những nét khá đặc biệt không? Khá đặc biệt. Rất có thể là những ngày khác đó, và ngay cả hôm nay cũng vậy, là cái ngọn Four Seasons ngọn Four Seasons nó không có, họ không có bật điện vào ban đêm. Cho nên đó là lý do, rất có thể là một trong những lý do chính mà làm cho tôi chưa từng để ý đến cái ngọn tháp này. Cho nên tôi mới nói là đó, nó cũng có cái gì đó nó khá đặc biệt, cho nên tôi cũng muốn nói một chút xíu liên quan đến cái ngọn cao ốc Four Seasons nằm ngay bên cạnh, tức là từ ngọn tháp đôi rồi bên cạnh ngọn tháp đôi là có cái một cái ngọn thấp hơn, đó là cái ngọn đây. Giờ bắt đầu xong cái show nước rồi, bắt đầu tôi quay lại tôi cho mọi người thấy đó, ngọn tháp đôi là đây, rồi xoay qua bên này tí xíu là đó là cái ngọn Maxis không, mà đây nằm ngay ở giữa hình bây giờ đây. Và đó, qua một tí xíu nữa là ngọn Four Seasons. Thì ở đây tôi không muốn chiếu lên cái đỉnh của ngọn tháp để cho mọi người thấy là rất có thể là cái máy quay này nó không có nhìn được cái chữ Four Seasons.
Nhưng mà như tôi nói là trong cái màn đêm này đó thì tôi nghĩ là cái cặp mắt kính của tôi cũng vẫn đủ đủ tinh để mà nhìn thấy cái chữ Four Seasons. Thì nếu mà nhìn kỹ ra đó thì cái ngọn tháp này rất có thể là cao hơn cái ngọn Twin Towers một tí xíu, không có cao hơn nhiều lắm nhưng mà cũng gọi là cao hơn. Thì đó. Ok, thì đó là một trong những chi tiết cũng khá đặc biệt mà tôi muốn nhắc đến trong đoạn video này. Thì ok, chắc có lẽ là nên ngưng tại đây vì dù sao thì xô nước này cũng là mới bắt đầu thôi.